Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 ngày Chủ nhật. Em lên cho các bác một bộ dàn VIP của đàn ông nhé. Con này M39 nhé. Mấy bữa trước em chỉ bán M37 thôi, bữa nay em bán M39 nha anh em. Loa tuyến loa cực kỳ đẹp nhé. Mặt cũng đẹp, như nó bị hở cạnh một xíu nhé. Đây anh em. Đó, bên này thì ok, có bên này hở phía cạnh này, nó không ảnh hưởng gì đâu. Để em xem kỹ. Đó, hở thôi nhưng mà nó cứng nữa. Em đã cho keo ở đây rồi, nếu phải em không biết làm chứ người khác làm nó sẽ không hở xíu thôi ạ. Mặt rất đẹp, lưng này thì nó cũng có vết chảy phải bãi nữa, kìa phía sau nữa. M39 6 ôm, công suất max 120W nhé. Số series nó là 0267. Đây, cái chạm nó là chạm mỏ vịt rất là gấu. Cặp loa này đường bước trước em đã bán 2 triệu cặp, M37 thôi đã cho 2 triệu rồi. Đây, dòng này có giải mã nhé, titan in này, hai lock in này, 70W, súp ao nhé. Đầu nó series nó là 3605, sản xuất 2013, lưới đầy đủ anh em nhé. Cái cục cái USB này có thể mở rộng Bluetooth được, hoặc là hiện tại đang xài trực tiếp bằng iPhone nhé, bằng qua không qua cổng sạc. Không qua cổng sạc. CD đọc tốt nhé. Bán rất là. Khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm. Ánh mắt ấy khiến hoa mang tình. Anh trai nghèo nhưng đêm lòng thương cô. Chuyển chế độ thì ở đây tuner unlock in này, titan in này. Đó, đĩa trong đó sẵn mới cho đĩa. Đó, đọc ok. Dòng này giống chung rất tốt nhé, loa để kề mà không có gì ấy. Có lưới đầy đủ anh em nhé. Bộ dàn này em chưa bán bao giờ. Trước em bán 3M37 mà đẹp á thì là 4.2. Còn những bộ này thì đời nó cao hơn rất nhiều nhé. Ở những shop khác họ bán 6-7 triệu, thậm chí có shop bán tới 9 triệu nhé. Như bên em bán cho các bác 3.7 triệu thôi nhá. Bởi loa nó một bên nó bị hở một xíu, không ảnh hưởng chất âm đâu. 3.7 triệu anh em nhé. M39 có cổng titan in nhé. 3.7 triệu bộ dàn này. Anh em cứ check Google nhé. M39 3.7 triệu anh em nhé. Lưới đầy đủ, con mặt đẹp. Rồi, bữa trước em có bán một số loa của dòng M37, 38, 39 gì đấy. Mà bán loa rồi mà bây giờ cục mới về. Đó. Tại này em có ba cái cục màu vàng M37, 38. 39. Anh em nào bữa trước mua cục mà muốn hiện tại muốn mua cục về ghép vào thì alo cho em nhé. Mỗi một cục này mà nếu mà CD chạy bình thường thì em bán 2 triệu cục. Nếu em chưa test, nếu CD chạy thì em sẽ bán 2 triệu một cục. Đấy, anh em nào bữa trước mua loa rồi muốn mua cục về cho nó đồng bộ thì alo cho em nhá.
Rồi. Rồi 37 bộ dàn M39 nhé. Rồi em play kỹ M39. Màu đen quay lên video nó không đẹp nhưng ngoài nhìn còn đẹp nhé. Mặt đây, mặt nó không mịn màu ấy gì đấy, bóng sự hay xước. Rồi cảm ơn các bác vừa về xem video, bác nào có nhu cầu alo cho em nhá. 3.7 bộ này M39 nhá, có cổng đi tan in. Chào tất cả các bác.